Thưa quý vị và các bạn, đám cưới của hoàng tử Harry và vị hôn thê Meghan Markle sẽ chính thức diễn ra vào ngày 19 tháng 5 năm 2018. Tuy nhiên, đề xuất giải tán khu vực tập trung người vô gia cư được đưa ra trước đó để chuẩn bị cho lễ cưới của người đứng đầu hội đồng khu vực Windsor đã vấp phải không ít ý kiến phản đối. Dự kiến đám cưới hoàng tử Harry trong khuôn viên lâu đài Windsor sẽ có hàng chục nghìn người tới chúc phúc, tập trung dọc bên bờ sông Thames, nhưng đây cũng là khu vực tập trung nhiều người vô gia cư. Chính vì vậy, ông Simon Dudley, người đứng đầu hội đồng Windsor và là đảng viên bảo thủ, đăng trên Twitter của mình rằng ông muốn cảnh sát dùng quyền lực của mình để giải tán khu vực tập trung nhiều người vô gia cư, tránh tình trạng xin xỏ và dọa dẫm trên phố trước khi diễn ra lễ cưới vào ngày 19 tháng 5 tới đây. Tuyên bố trên đã ngay lập tức vấp phải những phản ứng từ công chúng. Nhiều người cho rằng, cho dù có người vô gia cư xung quanh khu vực này, song họ chưa bao giờ nghe nói về trường hợp người vô gia cư gây phiền phức và nguy hiểm cho khách du lịch. Thậm chí Thủ tướng Anh cũng phải lên tiếng. Tôi không đồng tình với bình luận mà người đứng đầu của Hội đồng Windsor đã đưa ra, và tôi cho rằng là điều quan trọng chính là chính phủ và hội đồng phải nỗ lực để mà có thể đảm bảo được chỗ ở cho những người vô gia cư. Và trong trường hợp có tình trạng dọa dẫm để xin xỏ, thì hội đồng cần phải làm việc với cảnh sát để có thể giải quyết được vấn đề. Lâu đài Windsor được xây dựng từ thế kỷ 11 và là một trong những nơi ở chính của Hoàng gia Anh. Đây cũng chính là nơi nữ hoàng thường nghỉ ngơi vào những ngày cuối tuần. Lâu đài hiện vẫn mở cửa cho công chúng và tham quan, thu hút khoảng 1,36 triệu khách mỗi năm.